mình đi với cả mấy anh em, vì là mình lên Tuyên Quang thăm mấy anh em chơi các bạn ạ. À, các bạn có thấy bạn này quen không? Bạn này là bạn Dũng ở bên kênh. Trước đây bạn ấy làm bên kênh gì Dũng để giới thiệu nhỉ? Chào mọi người nhá. Đây là bạn Hợp các bạn nhá. Là Hợp là làm cái gì nhỉ? Em quay cho cái đội tre nhỉ. Đội tre. Vâng, rất là vui hôm nay là được anh lên đây chơi. Và hôm nay là đang vẫn còn trong cái ngày lễ hội của Trung Thu Quang của em ở đây ấy. Hợp ơi, ở đây là Trung Thu là năm nào cũng đông vui như này à? Dạ vâng ạ. Năm nào cũng vui nhỉ. Cái lễ hội Trung Thu này nó sẽ diễn ra là chỉ ở đây thôi hay là ở nhiều nơi khác nhau? Ở Tuyên Quang thì là người ta sẽ tập trung ở khu thành phố này nhỉ. Tất cả mọi đó mấy khu vực này đều tập trung ở đây cả. Ở đây lúc này đang rất là vui các bạn ạ. Các bạn có thể thấy bây giờ người dân đang tràn hết cả xuống đường rồi. Hôm nay anh Khoa đến với Tuyên Quang thì anh em mình là có anh Hợp này với cả mình. Thế nên là sẽ giới thiệu những đặc sản của Tuyên Quang thì, có Trung Thu Tuyên Quang này với cả anh Khoa có thấy con gái Tuyên Quang rất xinh không? Rất là xinh. Thực sự là anh thấy con gái Tuyên Quang là nó có nét xinh, nó rất là tự nhiên đấy. Vâng. Đây có phải là cái trục chính mà khi mà người ta rước Trung Thu thì người ta đi qua cái con đường vâng, này đúng không? Vâng đúng rồi ạ. Đây là cái trục chính. Mọi người sẽ rước đèn qua hai bên này để cho mọi người có thể ở quán nước để có thể nhìn xem rõ anh ạ. Ok được. Thank you.
chắc là nó nhảy ra kìa. Đây lúc này thì mình cũng đã thoát ra cái trục đường chính ở bên này rồi các bạn ạ. Đây cả cái quãng đường này các bạn thấy bây giờ nó rất là đông luôn. Mà như hôm nay là còn không phải là đông nhất đúng không em? Gần một tháng rồi. À thế có nghĩa là hôm nay là buổi cuối cùng đúng không? Còn ngày mai nữa. Ngày mai là buổi cuối cùng ạ. Thế có nghĩa là ở trên Tuyên Quang này thì thực ra là hôm nay mình đến đây mình chơi với các em thì mình mới biết là Trung Thu ở Tuyên Quang là một trong những cái Trung Thu mà lớn nhất cả nước luôn. Có đúng thế không em nhỉ? Đấy nhưng mà cái Trung Thu của mình là bắt đầu được biết đến và đã nổi tiếng là từ bao giờ em? Khoảng vài năm trước bắt đầu là các mô hình của các phường xã bắt đầu là tự dựng mô hình lên. Các bạn có thể thấy là trên các cái trang mạng hoặc là trên YouTube ấy, rất là nhiều người về đây để quay cái lễ hội Trung Thu của Tuyên Quang này. Thì có thể thấy là cái mức độ nóng của cái Trung Thu Tuyên Quang nó lớn lên như thế nào. Bây giờ mình với cả Dũng, Hợp thì bắt đầu đi vào cái khu quảng trường các bạn ạ. Cái khu quảng trường là nơi mà tập trung rất là đông người đến đấy để chơi ấy. Nếu mà hai anh mở lại chơi đây đến ngày mai ấy thì nó sẽ có cuộc thi người đẹp đấy anh ạ. Cuộc thi người đẹp đấy ạ? Vâng, thế Thành Tuyên đấy ạ. Mai là chung kết đấy ạ. Mai là chung thế, kết ạ. Thế nó có liên quan gì đến lễ hội Trung Thu này không? Hay là hai cái sự kiện nó khác nhau chẳng qua nó trùng hợp với nhau thôi? Có liên quan đến nhau đấy anh ạ. Thì là một quà sẽ là được một người sẽ được chơi nhiều thứ hơn. Vừa được ngắm đẹp, vừa được xem mọi người thi người đẹp nữa. Thành ra là khi mà đến cái khu đấy cả các lễ hội Tuyên Quang ấy đều gộp vào làm một ngày dài luôn. Anh cô vẫn chuyển đây. Mấy em ơi, mấy cái nhỉ? Mấy một cái đây. 20.000. Không phi kiểu ý được. Em phi có bông à? Dạ, vâng ạ. Đã phi được con nào chưa? Em chưa ạ. Thế bây giờ cho anh xin phép là anh phi xong rồi nếu mà được gấu bông thì anh tặng em một gấu bông này nhá. Còn nếu mà không được thì thôi, coi như chưa vui vẻ. Được ạ. Được ạ. Cho cháu mấy quả, cho cháu mấy cái lọng đi. 50.000 bốn tiêu nha em. Vâng, được ạ. Thì em gửi nhá, thì em gửi nhá. Nhưng mà anh nói trước là nếu mà không được ấy thì em cũng vui vẻ với anh nhá. Còn nếu mà được thì anh sẽ tặng em luôn đúng không đấy? Đâu, đứng đâu chị? Sát vào đứng sát này à? Sát vào. Nhưng mà luật như nào đấy chị? Em đứng vào đây. Em đổ 4 quả được các quà này. À phải 4 quả mới được ạ? À. 3 quả được các quà khuyến khích. Quà khuyến khích thì được cái gì hả chị? Hostel được quá. À nhưng mà nó vẫn được quà đúng không chị? Ok, được. Một con nào, cái gần tay vào. Ui giời ơi. Mắc treo chìa khóa. Mắc treo chìa khóa. Có được 2 nữa à? Nào làm lần nữa nhá. Đó, cho em lần nữa đi. Ngày sát nữa này. Wow. À, lần được mới tay hả chị? À, thì được rồi, lần này chắc chắn em sẽ được rồi chị ạ. Có kinh nghiệm. Lần này có kinh nghiệm rồi chị ạ. Nếu mà gần như thế này thì kiểu gì ạ chúng? Bắt bóng nhá. Dạ. Cố lên ạ. À. Ôi trời ơi, chết rồi rồi. Rất tiếc. Làm thêm lần nữa em ạ, có tăng không ạ? Cố lên à? Cho em lượt nữa. Thêm lượt nữa các bạn ạ. Các bạn cổ vũ cho mình nhá. Cố lên em. Sắp. Đứng sát vào. Một con. Hai con. Sắp được bạn gái. Chỗ nào nhiều bóng? Chỗ nào nhiều bóng? Có phát cuối được thôi. Chỗ nào nhiều bóng? Thôi bây giờ thì em chọn đi, chọn. Em lấy con nào? Thế là bây giờ là em gái. Có nghĩa là cháu được nhặt con nào cũng được đúng không? Được, con lợn hết về đây này giá 50.000. À đấy. 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 Anh thấy anh tặng em con lợn màu hồng. Tặng luôn á? Hả? Anh tặng em mà. Thật luôn á? Thật. Em xin nhá. Con này em thích không? Em muốn đổi con khác không? Không, nhưng mà em thích màu hồng rồi nhá. Đấy, có nghĩa em tâm lý anh ạ. Em tâm lý. Em ơi, thế hôm nay em đi chơi xong tự nhiên có anh ra, anh chơi trò chơi, anh tặng em thì em cảm thấy thế nào? Em ạ? Vui ạ? Vui ạ? Vâng. Cho anh xin lít phây nhá, cho anh xin lít Facebook. Lít Facebook ạ? Ừ, cho anh xin lít Facebook.
bán có đắt hàng không anh? Ít anh ạ. Ít thế ạ? Kem khói này anh bán nào đây? Kem khói em bán tùy theo, 20, 5, 30 tùy theo. À, tùy theo kích cỡ đúng không anh? Vâng. Quay cá chép đấy đi.